Tại sao chị em phụ nữ chúng ta cần bổ sung và điều hòa nội tiết tố nữ estrogen? Đấy, sau khi sinh nở và sau độ tuổi 30 á, thì buồng trứng và tử cung dần bị lão hóa và suy giảm nội tiết tố nữ estrogen. Đấy, gây ra rất nhiều vấn đề về sức khỏe và nhan sắc của chị em phụ nữ như là rụng tóc này, khô tóc khô sơ này, da khô này, sạm nám tàn nhang, da không đều màu, da nhăn nheo và cơ mặt thì là chảy xệ. Đấy. Rồi là vấn đề là rối loạn chu kỳ ngắn, chu kỳ dài, chu kỳ không đều, đấy, giờ khô hàn và lạnh cảm, thậm chí là giảm ham muốn, căng thẳng, bốc hỏa và khó ngủ mất ngủ, thậm chí là bụng béo này, tăng cân mất kiểm soát, đấy, khó thụ thai và vô sinh, vòng 1 với vòng 3 thì là chạy xỉ, đấy, thì đây nhân tiện đây em không sẽ mách cho chị em chúng ta một loại thân dược được gọi là bảo bối của chị em phụ nữ, đó là viên dưỡng nhãn. Sẽ giúp bổ sung estrogen và thúc đẩy buồng trứng tiết ra estrogen và điều hòa nội tiết tố nữ, chăm sóc sức khỏe buồng trứng và tử cung, vừa là bảo bối hoàn hảo giúp cho chị em chúng ta giữ gìn sức khỏe và sắc đẹp, trì hoãn mãn kinh, kéo dài tuổi thanh xuân và lấy lại cho chị em chúng ta là vóc dáng được có đường cong hình chữ S. Đấy, đấy được gọi là bảo bối gối đầu dương của tất cả chị em phụ nữ chúng ta đấy ạ.